xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi về tình hình showbiz. Mới đây ca sĩ Duy Mạnh gặp tai bay vạ gió sau khi đụng chạm đến thế lực ngầm. Ca sĩ Duy Mạnh lao đao trước cơn thịnh nộ của một số thế lực ngầm khi thẳng thắn đụng chạm không ít đến nghệ sĩ. Thì thời gian vừa qua quý vị khán giả, ca sĩ Duy Mạnh là một trong những ca sĩ hết sức là thẳng thắn, viết những ca khúc mà tôi không sao kê đâu thì cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều về vấn đề đang hot trong mạng xã hội hiện nay, lùm xùm liên quan tới nhiều nghệ sĩ đi từ thiện quyên góp và vân sao kê minh bạch vân vân. Thì mới đây ca sĩ Duy Mạnh lại tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ từ một số thế lực bí ẩn sau khi hàng loạt bài đăng đá xoáy về nghệ sĩ Việt ồn ào từ thiện. Không chỉ trang cá nhân có tích xanh của anh, trên trang fanpage cũng bất chấp lại bay màu không thương tiếc. Cộng đồng mạng và fan của ca sĩ Duy Mạnh cho rằng có một thế lực ngầm đang cố tình chơi xấu nam ca sĩ sau khi có những phát ngôn đụng chạm đến không ít nghệ sĩ nổi tiếng liên quan đến vấn đề từ thiện. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ca sĩ Duy Mạnh bị đánh sập trang cá nhân. Hồi tháng 8 năm 2020, ca sĩ Duy Mạnh từng nhận án phạt khi có phát ngôn không đúng với thuần phong mỹ tục. Nam ca sĩ có bị phạt 7,5 triệu đồng và hứa sẽ không tái phạm. Được biết, anh là người cá tính và thẳng thắn, ca sĩ Duy Mạnh thường có những phát ngôn gây tranh cãi và đôi khi dùng những từ ngữ nhạy cảm. Chính vì vậy, không ít lần giọng ca kiếp đỏ đen nhận án phạt từ Facebook, thậm chí còn các cơ quan pháp lực xử lý về mặt hành chính. Mặc dù là đã không ít lần gặp họa từ những phát ngôn gây tranh cãi, nhưng ca sĩ Duy Mạnh vẫn không từ bỏ thói quen này. Thời gian vừa qua, nhiều nghệ sĩ Việt như là Danh Hài, Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành bị bà Phương Hằng réo tên nghi vấn là ăn chặn tiền từ thiện. Là người đứng ngoài cuộc chiến giữa bà Hằng và một số nghệ sĩ làm từ thiện, tuy nhiên ca sĩ Duy Mạnh vẫn thường xuyên theo dõi có những phát ngôn liên quan đến ồn ào này. Thậm chí ca sĩ Duy Mạnh còn sáng tác bài Tôi Không Sao Kê Đâu, được cho là đã xoáy ồn ào sao kê trong showbiz Việt vừa qua. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả biết là 6-7 tháng nay, danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã gọi những người nghệ sĩ đi làm từ thiện không minh bạch vân vân như ca sĩ Thủy Tiên, thì hiện nay là Bộ Công an cũng như là chính quyền địa phương các cấp đã vào cuộc là điều tra về việc sao kê từ thiện hoặc là đi phát từ thiện của 7 tỉnh miền Trung. Không muốn xa chân quá lâu, bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố buông tay, để lại mớ bồng bông cho một số thế lực uy tín. Họ sẽ xử lý về việc này. Nhắc đến danh nhân Nguyễn Phương Hằng, gợi đến những ồn ào hàng loạt showbiz Việt. Hơn nửa năm qua, bà Phương Hằng một mình đứng ra bóc phốt một số chuyện nghệ sĩ làm từ thiện không minh bạch, khiến dư luận xôn xao trong thời gian vừa qua. Sau một thời gian khuấy đảo showbiz với những buổi live stream điểm mặt từng tên nghệ sĩ nghi ăn chặn tiền từ thiện, thì bà Hằng lại bất ngờ tìm cách rút lui khỏi vũng lầy ồn ào chưa có hồi kết thúc này. Khi mọi chuyện chưa ngã ngũ thì vợ chồng ông Dũng Lò Vôi lại tuyên bố buông bỏ rằng là trách nhiệm của mình là đưa ra mọi chuyện trước dư luận ra ánh sáng, để hết nhiệm vụ còn lại là phía cơ quan điều tra tiến hành vào cuộc. Bà Phương Hằng đặt niềm tin vào pháp luật sẽ vào cuộc làm rõ những vấn đề còn uẩn khúc liên quan đến chuyện sau việc làm từ thiện. Theo bà chủ Đại Nam, dư luận này chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng để thấy được ai đúng ai sai. Mặc dù là nói buông bỏ tất cả, nhưng bà Phương Hằng vẫn không được bình yên khi hàng loạt showbiz Việt gửi đơn kiện. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ kiện bà Hằng, tuy nhiên vợ chồng ông Dũng Lò Vôi khẳng định mình sẵn sàng hầu tòa, sẵn sàng làm rõ trắng đen. Cho đến nay, ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng, hàng loạt nghệ sĩ như là nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Hồng Vân, Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên vẫn chưa được giải quyết. Bà Hằng vẫn giữ quan điểm của mình, còn phía nghệ sĩ cũng đang khẳng định mình trong sạch. Bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là một nữ đại gia có tiếng trong giới, đặc biệt là sau cuộc hôn nhân với ông Dũng Lò Vôi.
Bên cạnh đó, nữ đại gia còn ghi điểm thường xuyên làm thiện nguyện giúp người. Uy tín của bà Phương Hằng ngày càng được nâng cao khi vợ chồng nữ đại gia này hiến đất làm từ thiện sản xuất oxy miễn phí cho các bệnh nhân F0. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì công an cũng đã vào cuộc xem xét về tình hình của ca sĩ Thủy Tiên và đang điều tra, kêu gọi 7 tỉnh miền Trung có những chứng cứ sao kê minh bạch thành tất cả những cái gì mà liên quan đến cái việc chứng minh từ thiện của Thủy Tiên ở miền Trung. Thì chúng ta hãy chờ đợi tiếp theo. Khi quý vị khán giả chia sẻ về câu chuyện của ca sĩ Di Mạnh thì chúng ta biết rằng là ca sĩ Di Mạnh trong giới showbiz nhưng mà anh không binh vực giới showbiz. Quý vị khán giả, anh nói rất là thẳng thắn, anh nói là chúng tôi là thợ hát chứ không phải là một nghệ sĩ cống hiến như thế nào đó mà gọi là cống hiến. Mình đi hát, mình kiếm tiền, có nghĩa là mình bỏ sức lao động ra để lấy đồng tiền nuôi gia đình vợ con mình. Mà gọi là cống hiến là sao? Thì trong cái thời gian vừa qua, ca sĩ Di Mạnh cũng chia sẻ thẳng thắn, chúng tôi là thợ hát chứ không phải là một cái người mà cống hiến gì cả. Cho nên khi mà phát ngôn của ca sĩ Di Mạnh thì trong giới showbiz nói rằng tại sao anh là phát ngôn thẳng thắn như vậy, đụng chạm tới nhiều người vân vân. Nhưng mà cái việc đó là cái cá tính của ca sĩ Di Mạnh, giống như anh nói là mượn hoa cúng Phật đó quý vị khán giả. Chẳng hạn như đi làm từ thiện thì là đi làm một ít thôi, còn bao nhiêu bỏ túi. Thì cái câu nói của ca sĩ Di Mạnh có khán giả hỏi: chú ơi, nếu như chú làm được quyên góp được 10 tỷ thì theo chú là đi làm từ thiện bao nhiêu? Thì ca sĩ Di Mạnh nói là đi làm mà từ thiện là 4 triệu thôi, còn nhiêu bỏ túi hết. Đó là cái câu phát ngôn của ca sĩ Di Mạnh. Những người fan hâm mộ của ca sĩ khác á, thì họ cho rằng là ca sĩ Di Mạnh là một trong những người đá xoáy vào showbiz vân vân. Nhưng mà đó là cái bản tính của anh. Thì vừa qua sao kê lùm xùm về việc từ thiện không sao kê, rồi cộng đồng mạng lên tiếng, rồi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng ghéo gọi tên, thì ngay lập tức đó ca sĩ Di Mạnh cho ra một cái bản hit. Quý vị khán giả ơi, đó là tôi không sao kê đâu, vừa lời rap mà vừa những cái câu từ ở trong đó xoay quanh cái vấn đề về từ thiện cá nhân đó. Thì anh nói cho rằng là nếu mà làm từ thiện thì tại sao không đem tới là Mặt trận Tổ quốc, hay là những cái đoàn, hoặc là một cái tập thể của nhà nước, hoặc là cái nơi mà tổ chức đó vân vân. Thì sau khi cái việc lùm xùm từ thiện ha, thì nhiều nghệ sĩ lên tiếng cũng như là binh vực, nói chung là có hai phe cánh tả quý vị khán giả. Thì bây giờ quý vị khán giả thấy là công an cũng đã vào cuộc, đã là kêu gọi những người mà người dân á, cung cấp những cái bằng chứng, ví dụ như Thủy Tiên ra 7 tỉnh miền Trung đó là ủng hộ cho ai. Thì bên cạnh đó rất là nhiều người ở miền Trung, người ta rất là cảm ơn Thủy Tiên trong cái thời gian đó. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều người cũng cho rằng là Thủy Tiên có chấm bút đâu đó. Nói chung là cũng có hai bên chia sẻ bất đồng quan điểm với nhau. Sau khi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng kéo gọi thì bây giờ Bộ Công an cũng đã vào cuộc để điều tra sự việc. Mong rằng là tất cả sự việc sẽ được phơi bày ánh sáng. Nếu ai là người oan ức thì phải lấy lại danh dự cho họ, còn nếu ai sai phạm thì sẽ trừng trị pháp luật mà thôi. Đó là công bằng của vị khán giả. Còn những người dân, những bà con miền lũ, những nơi mà nghèo khó khăn thì họ rất là cần cái đồng tiền chia sẻ từ mạnh thường quân, từ những nhà hảo tâm, từ những nghệ sĩ, nói chung là tất cả những người mà đi làm thiện nguyện thì bà con được hưởng lợi và nơi đó người ta rất là cần chung tay góp sức để giúp đỡ cho họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh đó thì đi làm người tốt cũng không phải dễ dàng. Đâu đó chúng ta cũng gặp phải những cái dư luận, những cái mà tình nghi ngờ vân vân. Thì theo luật sư chia sẻ, những người luật sư người ta nói rằng là một trong những cái việc mà chúng ta làm minh bạch là chúng ta quyên góp, đó là cái tấm lòng của chúng ta, và đi trao cho ai thì phải có những giấy tờ chứng minh ghi rõ, hoặc có thể là chúng ta trao tiền cho Mặt trận Tổ quốc hoặc là ở nơi địa phương nào đó thì chúng ta cũng có quyền để giám sát cái số tiền đó có tới người dân hay không. Chúng ta không có cần trực tiếp tới nơi, mà nếu mà đi trực tiếp tới nơi thì chúng ta phải ghi cho rõ ràng, ký tên đàng hoàng. Thì sau ngày nếu như là ai đó nói chúng ta là ăn chặn từ thiện, hoặc là không minh bạch sao kê, hoặc là cái vấn đề mà đi phát tiền cho người dân đó không rõ ràng, thì chúng ta cũng có chứng từ. Đó là theo chia sẻ của luật sư, mà chúng ta cũng biết rằng là nhiều luật sư cũng quan tâm tới vấn đề này.
Đó, thì bây giờ cộng đồng mạng cũng muốn sau khi cái vụ lùm xùm này công an vào cuộc sẽ được kết thúc, mọi việc trắng đen sẽ rõ, rồi sau này nếu mà ai đi làm từ thiện đối với vị khán giả thì cũng nên công khai minh bạch, và những gì chúng ta làm phải có những cái giấy tờ chứng minh chúng ta phát cho ai, quyên góp như thế nào, và đồng thời là chúng ta chia sẻ có thể là trên video chẳng hạn để cho mọi người biết, đó là một trong những bằng chứng để sau này chúng ta không vấp ngã phải dư luận. Và một số luật sư cũng đã bình luận về vấn đề này, cái việc mà sao kê ngân hàng là cái việc đó chưa đủ đó. Vì sao kê ngân hàng là biết là đầu vào và đầu ra, khi ra khỏi ngân hàng thì cái số tiền đó đem đâu, cho ai, làm cái gì, và cho những người nghèo hỗ trợ, cho những người vùng lũ khó khăn bao nhiêu, còn bao nhiêu thì sao. Nói chung là khi sao kê ngân hàng là chưa đủ chứng minh ha quý vị khán giả, thì cộng đồng mạng và tất cả mọi người cũng nghĩ điều đó là không sai. Tại vì bây giờ tiền là tiền của bá tánh, tiền của bà con nhân dân mà quyên góp tới hàng trăm hàng tỷ đồng, thì cho rằng là Thủy Tiên cũng như là một số nghệ sĩ khác đó, là ăn chặn từ thiện. Thì đôi khi những người mà người ta làm thiệt, có tâm thiệt thì người ta bị oan ức, quý vị khán giả. Thực sự mà nói bây giờ người ta cũng không có biết lấy gì để chứng minh, cho nên chắc có lẽ là đây là cái sự mà rút kinh nghiệm cho tất cả những người đi làm từ thiện sau này. Nếu như mình quyên góp thì mình cũng có quyền tài khoản của mình đó, quyên góp cá nhân gì đó mình sao kê ra, sau đó mình đi phát cho ai, mình ghi vô rồi mình ký tên, rồi hoặc là mình lên video rõ ràng, thì sau này ai có nói gì mình có đầy đủ chứng từ, chúng ta không thể nào bị cộng đồng mạng hoặc là những người khác soi mói được. Thì qua đây cũng là chia sẻ những cái kinh nghiệm của những người đi trước đó, những người đi làm từ thiện rồi đó, họ chia sẻ lại là họ tất cả, họ có tất cả những giấy tờ chứng minh hết quý vị khán giả. Thôi thì chúng ta hãy tiếp tục đăng ký kênh Phương Văn cũng như là kênh Nhỏ To Tâm Sự để chúng ta tiếp tục theo dõi những câu chuyện tình tiết ly kỳ hấp dẫn mới. Mong quý vị khán giả theo dõi kênh Phương Văn và ủng hộ về phần tin tức. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.